Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn muốn xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng chạm năm Tân Sửu Ngày này là ngày Quý Dậu tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ Tam dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giá hạc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày quý dậu tức chi sinh can nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm kiếm phong kim kỵ tuổi đinh mão tân mão ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hải tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh mão, tân mão, đinh dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên quý tốt mọi việc, sao tao hợp tốt mọi việc, sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sáu mọi việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao thủ tử, sáu mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng, sao cô thần, sao đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo vận trình ngày hôm nay không được tốt cho lắm khi với bạn đang có kẹn nhiễm đá giấu tay phá hoại vận trình của bạn với những rắc rối có thể bắt nguồn từ đây và trở nên phức tạp hơn nếu như bạn không nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết sao cho phù hợp may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi tí lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể yên tâm hơn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này và nhất là đối với những người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán sẽ có được cơ hội thu được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ về tay mình nhờ sự nhạy biến với thời cuộc của mình nữa đó nhé và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi tí ấy, lại đang gặp được ngày có ngô hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn với nữ kia cũng đang trở nên hài hòa hơn so với thời gian trước đây. Đôi bên nhờ hóa giải được những hiểu lầm mà dần thấu hiểu được nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống nữa vài câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim lứa đôi hóa giải được những hiểu lầm, thấu hiểu lẫn nhau. tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy vận may về tiền bạc sẽ tìm đến với bạn. tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân mình. tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình được in ấm hạnh phúc bên nhau. tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cẩn thận kéo lại kẻ tìa, bị kẻ tiểu nhân niếm đá dấu tay và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 94 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu xanh nước biển màu đen quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi xíu Từ vi tuổi xỉu thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi xỉu Chua chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi xỉu đang có được báo hiệu bạn sẽ gặp không ít những thuận lợi trong ngày hôm nay nhờ có được sự trợ giúp của cục diện ngũ hành dậu xỉu bán hợp phù trợ. Và ngày này với bạn tuổi xỉu công việc của bạn trở nên hanh thông, suôn sẻ hơn, bạn nhanh chóng có được những thành quả đúng như mình đã mong muốn nữa nhé. Lại thêm, trong vận tình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mạnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin vào năng lực của bản thân mình, thể hiện được những khía cạnh đặc biệt của mình, ghi dấu ấn đặc biệt với đồng nghiệp và cấp trên và chắc hẳn với bạn bước đường tiến tới thành công của bạn sẽ còn rộng mở hơn ở phía trước và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu đối với những bạn đang quản độc thân nếu biết tận dụng cơ hội của mình sẽ sớm có thể gặp được nhân duyên của cuộc đời mình khi trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng như thế này với bạn tuổi sửu cũng đừng vội từ chối những lời hẹn hòa gặp mặt đến với mình hãy cho đối phương và tôi chính bản thân mình một cơ hội để tìm hiểu về nhau nữa bạn tuổi sửu nhé vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nỗ lực hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên dành thêm sự quan tâm chăm sóc đến các thành viên trong gia đình. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ công việc của bạn được thuận lợi hơn, thành công hứa hẹn ở phía trước. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có bỏ lỡ cơ hội thể hiện được bản lĩnh của mình. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 87, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần đang có được những dấu hiệu vận trình tài lộc của bạn có phần được tươi sáng hơn khá nhiều khi bạn đang gặp được ngày của chính tài đỏ mệnh. Với bạn tuổi dần, bạn sẽ nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ tiền lương, tiền thưởng hay là lợi nhuận từ các dự án mà bạn đã đầu tư từ trước đó. Và trong ngày hôm nay, một số bạn trong mệnh sẽ có được các tinh phù trợ, sẽ có được cơ may về trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi nữa nhé. Và với bạn tuổi dần, khi với số tiền trong tay, bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu mà không cần phải tính toán quá nhiều. Tuy nhiên, theo tử vi cũng nhắc nhở bạn là chớ nên tiêu xài quá hoang phí vào những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy biết dành một khoản tiền cho việc tích lũy, tái đầu tư để dòng tiền bạc trong túi của mình không ngừng sinh sôi nảy nở. Và trong ngày thứ năm này với ba tuổi dần lại đang gặp ngày có kim xung khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình lại không được máy hài hòa. Khi với bạn đang có những bất đồng liên tiếp nảy sinh khiến cho những mâu thuẫn ngày một căng thẳng hơn. Và nếu như đôi bên không sớm ngồi lại để trò chuyện một cách thẳng thắn với nhau thì sẽ khó có thể hóa giải được những khúc mắc mâu thuẫn đang tồn tại giữa hai người nhé về câu quyết cho bạn từ dần trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tiền bạc được rũng rỉnh không lo túng thiếu tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa trở nên tiêu xài hoang phí tiền núi cũng sẽ hết tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ bạn biết tiết kiệm và đầu tư là chìa khóa giúp cho tài lộc của bạn không ngừng được tăng tín tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình có sự bất ổn bất đồng liên tiếp xảy ra tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, bạn cần chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 59, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên bấp bênh hơn với bà tụy mão đang có điểm báo sẽ có những bất đồng quan điểm khiến cho các mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp đối tác trở nên khó hài hòa hơn đôi bên vẫn chưa có thể tìm được tiếng nói chung và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi mão tuy là công việc của bạn không được như ý muốn, nhưng với bạn cũng không cần phải quá buồn rầu, bởi trong ngày đang có được sự xuất hiện của thiên tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được cơ hội phát tài một cách nhanh chóng mà không phải ai cũng có được cơ hội quý như bạn. Tiền túi của bạn sẽ đẩy lên nhờ vào vận may trúng thưởng, trúng số hay là được tặng tiền bạc trong ngày hôm nay nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, đối với những bạn đang còn độc thân vẫn chưa có thể nắm bắt được cơ hội kết đôi trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày Kim Mộc Xung khắc sẽ có không ít rào cản ngăn bạn tiến tới một mối quan hệ mới nhưng phần lớn nguyên nhân là do chính bạn mà ra với những vết thương trong quá khứ vẫn tiếp tục gặm nhấm trái tim cô đơn và đầy tổn thương của bạn nữa đúng nhá. Vài câu quý cho bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này. Từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài nhanh chóng tiền bạc ầm ầm đổ về túi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân rất có thể sẽ bộ lỡ cơ hội tìm được nhân duyên của đời mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ bất đồng quan điểm khiến cho mối quan hệ xã giao của bạn có nhiều mâu thuẫn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có nhiều bất đồng từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng chủ quan lơ là với sức khỏe của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vợ trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp chia chở cái điều này sẽ giúp tục vận trình của bạn trong ngày hôm nay bạn sẽ có được cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho tương lai của bạn đôi bên sẽ sớm tìm được mục tiêu chung và cùng nhau đồng hành để đạt được những điều mà hai bên đã đặt ra nhé và trong ngày thứ năm này với bà tuổi thìn đối với những bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp cũng sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi khi trong ngày đang có được chính ấn trợ mệnh với bà tuổi thìn năng lực của bạn được chứng minh một cách rõ ràng qua những thành tích mà bạn đã đạt được trong khoảng thời gian vừa qua nhé ngoài ra trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, các chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được những dấu hiệu tốt đẹp hơn trước khá nhiều khi trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cả hai đều đã biết dành sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương nhiều hơn và đó chính là chìa khóa để giúp cho tình cảm của cả hai người ngày càng thêm gắn kết, bền chặt hơn nhé vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cố gắng không ngừng nghỉ thành công sẽ tìm đến với bạn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có được cơ hội hợp tác làm ăn với đối tác đầy tiềm năng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chỉ khi hai người biết quan tâm và yêu thương nhau thì tình cảm mới có thể phát triển gắn kết bền chặt hơn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, sức đề kháng bị giảm sút là nguyên nhân gây nên bệnh tật dễ mắc. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình ấm áp, tràn ngập yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thân, tụi tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp được nhiều điều kiện thuận lợi hơn và nhất là trong công việc. Với bạn tuổi tỵ trong ngày này, dù có gặp phải trông gai, khó khăn, trắc trở gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng sẽ nhanh chóng có được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất như thế này. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, giúp cho bạn càng khẳng định hơn về năng lực của bản thân mình. Với bạn tuổi tỵ nhận được không ít lời khiên ngợi vì cách xử lý vấn đề của bạn vô cùng là nhạy biến và hợp lý nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn khi trong ngày đang gặp ngày có ngũ hành, họa kim xung khắc Đối với những bạn đang còn độc thân, tuy sớm tìm ra được đối tượng phù hợp, nhưng lại chẳng thể nào vượt qua được rào cản của chính bản thân mình để tiến tới với họa Và đó chính là lý do hết lần này đến lần khác bạn bỏ lại những mối nhân duyên tìm đến với mình nữa đó nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, các cặp đôi vì mâu thuẫn mà có sự tranh cãi xảy ra, từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, năng lực được khẳng định tự tin vào chính bản thân mình, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Đối với những bạn đang còn độc thân, khó vượt qua được chính mình, cho nên bận lỡ nhiều mối nhân duyên. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nhận được sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua được giai đoạn khó khăn. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, công việc gặp nhiều điều kiện thuận lợi, mưu sự dễ thành. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi ngọ, thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp ngày có thiên quan chứa mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại. Khi với bạn tử ngọ dễ vướng phải họa tiểu nhân khiến cho công việc của bạn trở nên dở dàng và khó hoàn thiện được như mong đợi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọa cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc cái điều này cho thấy dù bạn là người độc thân hay là người đã có đôi có cặp thì trong ngày hôm nay đều cần phải chú ý hơn tới các mối quan hệ với những người khác giới của mình. Với những hiểu lầm có thể xảy đến khiến cho chuyện tình cảm của bạn xuất hiện những vết rạn nứt lúc nào chẳng hay nữa đó nhé. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 18 tháng chạp năm Tân Sửu Ngày này, theo hải thượng là ông, nhân thần nằm ở trong cổ tay, phía trong đùi, và âm hộ. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này, tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày tam nương sát, sáu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà để tránh những rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim sức khỏe của bạn có thể trở thành mối lo ngại bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy luôn có lòng đề phòng những kẻ tiểu nhân vây hạn xung quanh mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn hiểu lầm liên tiếp khiến cho đôi bên thêm phần xa cách nhau tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đối mặt với người có chức quyền cần phải nhún nhường hơn. Phải đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi. tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn với bạn tuổi mùi trong ngày này sẽ nhận được không ít những lời khiên ngợi và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh nhất là đối với những người làm trong các lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật y học luật sư dịch vụ kỹ thuật ngành nghề tự do và bạn có thể sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đặc biệt đối với cấp trên hoặc là ban lãnh đạo ở công ty nữa nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn với người ấy đang dần trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Và sau bao nhiêu sóng gió, cả hai dần hiểu ra tầm quan trọng của đối phương ở trong lòng mình. Hai người có thể tính tới chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian này nữa rồi. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 18 tháng chạm năm Tân Sửu theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bà tuổi mùi nên đánh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy công việc của bạn được thuận lợi tạo được ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa chia sẻ và lắng nghe sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn tốt đẹp hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ các cặp đôi tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đừng chủ quan để lộ sơ hở cho kẻ xấu bụng nắm bắt để hạm hại bạn Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 75, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn. Với bà tuổi thân, sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về con đường công danh, sự nghiệp ở phía trước nữa. Chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hết mình vì công việc, cũng đừng quên duy trì các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ tìm đến với bạn mà thôi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo họa phá tài cận kề sẽ ập đến với bạn chẳng thể dự nổi túi tiền của mình trong tay khi thói quyền chi tiêu mua sắm quá đà sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 18 tháng chạm năm Tân Sửu Ngày này, theo hải thượng là ông, nhân thần nằm ở trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy, với ba tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì cũng không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đéo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa mang lại cho bạn có được những lợi thế đặc biệt. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, bệnh tật tìm đến, bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ kịp thời. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, cơ hội thành công ở ngay trước mắt. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn thận kẹo tiền bạc lại chẳng quản giữ được tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nỗ lực hết mình để tiến tới thành công. Và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 59, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được dễ chịu cho lắm khi với bạn tuổi Dậu tâm trạng của bạn buồn bực không biết chia sẻ cùng ai sẽ khiến cho tinh thần của bạn ngày một xa suốt hơn và bạn tuổi Dậu bạn hãy mau chóng trò chuyện với những người bạn yêu thương nhất để vừa có thể hóa giải được tâm lý của bạn, vừa có được những lời khuyên quý giá từ đối phương nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn cần phải tránh xa những chuyện thị phi ở chốn công sở. Và chỉ cần một bước đi sai lầm, bạn sẽ có thể phải gánh chịu những hậu quả chẳng thể lường trước được nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là đối với những người có tiền sử về các bệnh như là dạ dày, bệnh liên quan tới đường tiêu hóa thì càng cần phải chú ý nhiều hơn trong dịp cuối năm âm lịch này về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đừng có giữ mãi những buồn bực lo lắng ở trong lòng hãy chia sẻ với những người đáng tin cậy tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cần phải cẩn trọng trong cách hành xử chớ để xảy ra sơ suất đáng tiếc tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cần phải tránh xa chuyện thị phi kẹo đại rước họa vào thân tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tinh thần sa sút vệ oái, thiếu đi sức sống khiến cho bệnh tật dễ dàng tìm đến. Và đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hành thông suôn sẻ hơn bao giờ hết và với bạn tuổi Tuất trong ngày này những mối quan hệ của bạn có được sự hài hòa giúp cho bạn dễ dàng có được sự ủng hộ tán thành của mọi người xung quanh và đây là cơ hội hợp tác làm ăn của bạn cũng mở ra tương lai tươi sáng hơn cho bạn ở phía trước. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tốt đã gặp được này của chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn sẽ sớm được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng hoàn toàn mới trong khoảng thời gian này và đây chính là cơ hội tốt để cho bạn khẳng định đừng có bộ lỡ cơ hội để cho mình được tỏa sáng bản tuổi tuất nhé trong ngày này với bản tuổi tuất cậu đang có được những tin vui liên quan tới chuyện tình cảm và với bạn trong ngày hôm nay đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng đối với những bạn đang còn độc thân nhờ có được sức thu hút đặc biệt của bản thân mà nhận được không ít những lời tọa tình từ những vệ tinh vây xung quanh mình bạn hãy lắng nghe trái tim của mình và sớm tìm ra đâu là câu trả lời của chính mình bạn tuổi tuất nhé về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đừng bỏ lỡ cơ hội khẳng định bản thân mình từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân sớm tìm thấy được một nửa kia của mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi được hài hòa êm ấm bên nhau từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy công việc được hanh thông suôn sẻ hơn trước rất nhiều lần Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 88, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ngáng trợ vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi. Và có thể chỉ vì một sơ xuất nhỏ với bạn tuổi hợi mà để cho công sức của mình sẽ đổ xuống sông xuống bể lúc nào chẳng hay đối với bạn tuổi hợi nhé vì vậy trong ngày này với bạn tuổi hợi mọi hành động quyết định của bạn bạn cần phải hết sức thận trọng suy xét cho thật kỹ càng chứ đừng có nóng vội hấp tấp kẹo lại hỏng việc và nhất là trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc sự liều lĩnh của bạn có thể là khởi đầu cho những thất bại nối tiếp về sau này trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi, may mắn là lại đang gặp được ngày có kim thủy tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của bạn lại trở nên hài hòa hơn. Giữa cha mẹ và con cái dần hóa giải được những hiểu lầm, mâu thuẫn, đôi bên có thể kéo gần khoảng cách với nhau cũng là nhờ có được những chia sẻ và lắng nghe thẳng thắn về các vấn đề trong cuộc sống của nhau nữa nhé về câu quyết cho bản tuổi hợi trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong từng hành động quyết định nếu không muốn để cho những sai suốt, sai lầm xảy ra tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình có được sự hòa hợp cha mẹ con cái thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc công việc bất thuận hiểm nguy rình rập từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nóng vội sẽ khiến cho bạn đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác liều lĩnh có thể dẫn đến thất bại từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy các cặp đôi nên yêu thương gắn kết hơn về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 16, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.